tự uống thuốc kháng sinh sẽ khiến cho ung thư dễ di căn hơn. Đây là nghiên cứu từ Đại học Emory Mỹ trên các bệnh nhân ung thư hắc tố chỉ ra thêm một lý do để coi việc dùng kháng sinh là điều mà chúng ta nên cực kỳ thận trọng. Những nghiên cứu đã thử nghiệm kháng sinh phổ rộng trên những con chuột bị ung thư hắc tố, một loại ung thư da ác tính, và phát hiện ra rằng loại thuốc này đã làm tăng tốc quá trình di căn qua xương. Nguyên nhân gốc rễ là việc sử dụng kháng sinh phổ rộng đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ vi sinh vật đường ruột của chuột, làm suy yếu phản ứng miễn dịch, mất đi chúng, đồng nghĩa với việc cơ thể mất đi một cánh cổng ngăn ngừa di căn.